Nếu như những năm trước, nông dân thường chọn giống lúa theo sở thích, thì hiện nay tiềm năng tiêu thụ, chịu phèn mặn chính là tiêu chí đầu tiên quyết định giống lúa gieo xạ của bà con. Giống lúa xác nhận chính là giống hội đủ các tiêu chí này. Mặt khác, sử dụng giống lúa xác nhận để sản xuất lúa hàng hóa còn giúp giảm được lượng giống xạ, tăng tỷ lệ nảy mầm, năng suất tăng thêm 5-10%, chất lượng gạo cũng nâng lên. Trong vụ hè thu 2017 này, việc chọn giống xác nhận chịu được phèn mặn sẽ giúp cho người trồng lúa khu vực đồng bằng sông Cửu Long an tâm ứng phó với tình hình biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt nơi đây. Ngoài ra, kết hợp kiểm soát lượng giống gieo xạ theo xu hướng giảm chỉ dưới 80kg mỗi hecta cũng sẽ là một biện pháp thông minh giúp nông dân thắng lớn vụ mùa. Thưa quý vị và các bạn, thưa bà con nông dân, so với năm 2016, vụ hè thu năm 2017 được đánh giá là có nhiều điều kiện thuận lợi hơn. Tại nhiều địa phương, đây là thời điểm thích hợp để bà con nông dân cách ly mầm bệnh, hạn chế ngộ độc hữu cơ và vệ sinh ruộng đồng. Rút kinh nghiệm từ những mùa vụ trước, bà con nông dân hiện đang rất là chú trọng đến việc là lựa chọn bộ giống lúa thật tốt để thích hợp trong việc canh tác vụ hè này. Ngoài tính là chịu phèn mặn, kháng rầy, ngoài ra thì bà con nông dân còn rất là quan tâm đến việc là cây lúa có cứng cây hay không để tránh việc là bị đổ ngã vào cuối vụ. Quý vị khán giả thân mến, dân gian ta có câu nhất nước nhì phân tam cần tứ giống. Với vùng đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là một số vùng đất bị nhiễm phèn và mặn thường xuyên, thì việc chọn một giống lúa phù hợp sẽ quyết định rất là quan trọng đến phần sự thành công cũng như là năng suất của vụ gieo trồng, đặc biệt là trong vụ hè thu. Chỉ cách đây vài mùa vụ, người nông dân tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long vẫn giữ thói quen dùng các giống lúa địa phương hoặc tự để giống cho mùa sau. Thì hiện nay, việc chọn giống lúa xác nhận theo khuyến cáo của các nhà khoa học đã được người làm lúa đặc biệt quan tâm. Lý do chính nằm ở lợi ích nổi trội của giống xác nhận so với các loại giống thường. Đó là vừa chịu được phèn mặn, lại cho năng suất cao mà thị trường lại rất ưa chuộng. Vì vậy, giá thành của loại lúa này lúc nào cũng nhỉnh hơn nhiều so với các giống truyền thống. Từ đó đã mang lại hiệu quả kinh tế cho người trồng. Tại Sóc Trăng, một trong những tỉnh có phần lớn diện tích đất bị ảnh hưởng phèn mặn, đa số bà con nông dân đã ý thức chọn giống lúa OM5451 có thời gian sinh trưởng 90-95 ngày để xuống giống vụ hè thu 2017. Đây là giống lúa xác nhận phổ biến phù hợp với thổ nhưỡng của những vùng đất phèn mặn đặc thù của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thưa anh, thì về cái loại giống ạ, những năm trước đây so với năm nay thì nó có cái gì khác ạ? Trước đây thì nói chung bà con đây xả cái giống là thường à, như dạng như là 504 cũng có, mà cái 4900 cái giống mình xả nó không được chất lượng không. Thì bây giờ nói chung là chuyển đổi qua cái giống 5451 là thấy nó trước tiên là có hiệu quả, là thị trường bây giờ là cũng đang là hút dạng lấy lúa thương lái rồi mua cũng kiếm là 5451 không, mà cho nên bà con giờ hướng vô cái giống chất lượng cao là nhiều. Lượng xạ những năm trước đây thì như thế nào và năm nay thì có gì mới ạ? Chung là trước đây là chúng ta xạ lần tay, nhưng mà cái lượng giống nó hơi nhiều, từ 20-25 kg. Rồi nhưng mà hiện nay bây giờ có chương trình làm cái mô hình với bên công ty Bình Điền thì chúng tôi giảm xuống còn 8 kg. Thì nói chung là thấy cái 8 kg này là trước tiên là chúng tôi thấy nó được cái lợi là nó sẽ giảm được giống, và cái đồng thời giảm được giống thì sau này nó sẽ giảm được cái dịch hại. Thì nói chung là cái giảm giống trước tiên là dịch hại là nó dạng như lúa nó thưa rồi thì nó ít cái đậu ôn, ít cái sâu bệnh, thì trước tiên mình thấy giảm được cái nhiều cái chi phí trong cái sản xuất lúa rồi đó. Ngoài giống lúa để tiết kiệm đồng thời tránh đổ ngã trước cuối vụ, lượng gieo xạ cũng được nông dân thực hành làm đúng theo khuyến cáo của các nhà khoa học. Thưa bác, cái loại giống và sản lượng xạ năm nay thì có gì mới thay đổi hơn so với các năm trước ạ? Năm nay cái sản lượng giống xạ lúa là nó khác với mọi năm trước á, là năm nay theo cái mô hình trình diễn là mình xạ 1 hecta cho 80 kg. Mình với bây giờ là
các nhà khoa học có khuyến cáo kêu mình xạ máy bằng máy hoặc là dụng cụ xạ hàng. Là như vậy thì theo tôi thấy thì làm như vậy thì nó giảm được cái nhân công là một, giảm cái lượng giống thì khi mà lúa mình thưa thì nó giảm cái sâu sâu bệnh, thành ra thì mà thiệt theo tôi thấy thì nếu mà như hồi xưa xạ dày quá thì những có không cái gì là nắng rồi nó không rội xuống ruộng được, thành ra sâu rầy bệnh nó sanh nhiều hơn. Là khi bây giờ thưa rồi xạ thưa hoặc xạ hàng đó, thì nó có cái quang hợp giữa cái ánh nắng, thành ra từ cái chỗ đó nó giảm được cái sâu bệnh. Chỉ tính riêng tỉnh Sóc Trăng, mức gieo xạ hiện tại của người trồng lúa nơi đây chỉ còn dưới 100kg lúa trên 1 hecta, trong khi cách đây 10 năm lượng giống bà con sử dụng phải từ 200 đến 250kg trên 1 hecta. Thưa anh có thể đánh giá cái việc sử dụng giống, lựa chọn giống của bà con nông dân hiện nay như thế nào ạ? Ở Sóc Trăng thì việc sử dụng giống lúa thì được bà con nông dân tiếp cận những cái thông tin từ phía các cái phương tiện truyền thông cũng như những cái thông tin từ phía ngành nông nghiệp ở địa phương thì rất là tốt. Nông dân cũng rất là quan tâm đến những cái giống lúa mới, những cái giống lúa có tiềm năng trong cái việc tiêu thụ. Thì những năm vừa qua thì cái công tác giống cũng đã được ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng đã đưa ra những cái khuyến cáo làm sao để bà con nông dân có sự lựa chọn những cái giống lúa nó có cái tính chống chịu tốt với những cái điều kiện bất lợi ở Sóc Trăng, như chẳng hạn là đất bị nhiễm phèn, nhiễm mặn và những cái giống lúa mà có cái khả năng chịu những cái yếu tố bất lợi của thời tiết, ví dụ như là khô hạn ở giữa vụ chẳng hạn. Thì việc lựa chọn giống của nông dân cũng đã rất là nhạy bén và có rất là nhiều thông tin được chuyển giao. Trước đây thì bà con nông dân lựa chọn xong thì sản xuất theo cái thói quen và sở thích của mình. Nhưng những năm gần đây thì thị trường cũng đã có những cái tác động rất là tích cực đối với việc người nông dân phải hướng tới là sản xuất theo yêu cầu của thị trường. Và chính từ chỗ đó thì những cái giống lúa ngoài cái tính thích nghi ở với cái điều kiện đất đai trong tiểu vùng của Sóc Trăng thì bà con còn hướng tới là những cái giống lúa mà có cái tiềm năng trong cái việc tiêu thụ thông qua những cái tổ chức nông dân, thông qua các cái doanh nghiệp mà họ đặt hàng để sản xuất theo hình thức là sản xuất tập trung cái cánh đồng lớn. Chính từ chỗ đó mà việc lựa chọn giống ngoài cái yếu tố thích hợp với cái điều kiện đất tự nhiên thì bà con nông dân ở Sóc Trăng cũng đã hướng tới những cái gạo, lúa gạo mà cái thị trường tiêu thụ tốt, để thông qua đó thì cái giá bán của nông dân cũng sẽ được tốt hơn để góp phần nâng cao được cái lợi nhuận của mình. Theo các nhà khoa học, cơ cấu giống cho sản xuất lúa vụ hè thu 2017 được đề xuất ưu tiên theo tiêu chí ngắn ngày và chống chịu hạn mặn, cho năng suất cao, có khả năng chống chịu với những bất lợi về thời tiết, dịch bệnh, đáp ứng yêu cầu thị trường tiêu thụ lúa gạo. Cụ thể, các giống lúa chất lượng cao tiếp tục được khuyến cáo sử dụng tùy đặc điểm từng vùng mà có sự lựa chọn hợp lý, như đối với vùng khó khăn nên sử dụng các loại giống OM5451, OM6976, OM4900, RVT, OM576, OM6162, OM7347. Các giống lúa thơm nhóm ST như ST5, ST20, ST24. Vùng ngọt là các loại giống OM5451, OM5976, OM7347, OM3673, OM4900, OM6976. Các giống lúa chống chịu phèn mặn trung bình khá: OM6976, OM4900, MTL480, OM5451, OM6162, OM7347, OM9915, OM9921, OM9577. Các giống lúa thơm nhóm ST. Riêng những giống chống chịu mặn khá tốt nhưng chất lượng gạo trung bình cần bố trí ở những vùng đặc biệt khó khăn như LB5, OM9585. Ngoài ra, khi canh tác lúa, người nông dân cần đặc biệt chú ý, dù sử dụng giống lúa nào thì cũng nên lưu ý áp dụng kỹ thuật sản xuất cho phù hợp, nhất là nên xạ thưa. Vì nếu xạ dày, bón thừa phân đạm thì dễ gây cho lúa nhiễm sâu bệnh, chi phí thuốc bảo vệ thực vật tăng cao, lúa mềm dễ đổ ngã.
Để đảm bảo mùa vụ ăn chắc, ngành chức năng khuyến cáo đầu vụ hè thu, nông dân cần áp dụng kỹ thuật canh tác và quản lý dịch hại tổng hợp, áp dụng gói kỹ thuật 3 giảm, 3 tăng, 1 phải, 5 giảm. Ở khâu làm đất, cần cày xới, làm đất kỹ để xử lý mầm bệnh lưu tồn từ vụ trước sang bằng mặt ruộng. Trước khi xạ, cần ngâm mủ giống, xử lý giống để đảm bảo độ nảy mầm, nên áp dụng xạ hàng hoặc xạ thưa bằng máy, không nên gieo xạ quá dày, mật độ gieo xạ trung bình 80kg hạt giống trên 1 hecta. Lưu ý, sử dụng giống xác nhận sẽ giúp tăng năng suất lúa, đảm bảo chất lượng đồng đều, không nên sử dụng lúa thịt để làm giống vì chất lượng kém do giống bị lẫn tạp nhiều, nên bố trí gieo xạ đồng loạt, né rầy. Nông dân nên sử dụng thuốc tiền mọc mầm để diệt cỏ dại, cũng như lưu ý phòng trừ ốc bươu vàng. Bà con nông dân, ngoài giống lúa thì lượng giống gieo xạ cũng ảnh hưởng rất nhiều đến năng suất của cả vụ. Tuy nhiên, tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long được đánh giá là nơi mà bà con nông dân sử dụng quá nhiều lượng giống gieo xạ và hệ lụy của gieo xạ dày đó chính là cây lúa kém sinh trưởng, sâu bệnh nhiều và năng suất thấp. Để khắc phục được điều này, trong vụ hè thu năm 2017, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cùng với 13 tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long đã khuyến cáo bà con nông dân nên giảm lượng gieo xạ để vụ mùa được thắng lớn. Xạ dày là một trong những đặc tính canh tác lâu đời của bà con nông dân khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, đây lại là nguyên nhân khiến cây lúa yếu dễ bị sâu bệnh hại tấn công, làm giảm năng suất. Các tiêu chí 3 giảm, 3 tăng, 1 phải, 5 giảm là những biện pháp thông minh được ngành nông nghiệp khuyến khích áp dụng trong canh tác lúa hiện nay. Để vụ hè thu 2017 ăn chắc, bà con nông dân cần kiểm soát, giảm lượng giống ngay từ đầu. Xin chào thầy ạ. Thưa thầy có thể đánh giá việc sử dụng giống cũng như lựa chọn giống của bà con nông dân hiện nay tại vùng đồng bằng sông Cửu Long là như thế nào ạ? Thưa bà con nông dân và quý khán giả, nông dân đồng bằng sông Cửu Long đã canh tác lúa thông minh, tức là cái tiêu chí đầu tiên là nông dân là quan tâm số 1, tức là phải lựa một cái giống đó là phù hợp với vùng sinh thái, thích nghi tốt, và đặc biệt cái giống lúa đó là phải có đầu ra, bán giá tốt, chất lượng tốt. Do đó là cái khâu mà lựa chọn giống đó, nông dân phải dựa vào việc thứ nhất là sinh thái. Ví dụ như cái vùng Sóc Trăng này là cái giống nó phải chịu mặn, nó chịu phèn, nó cứng cây, nó ít đổ ngã, nó kháng sâu bệnh. Và dĩ nhiên cái giống lúa này chất lượng nó tốt, thương lái nó mua, làm bao nhiêu nó mua hết mà mua giá cao. Như vậy là cái khâu chọn giống là phải tùy thuộc đất đai, khí hậu, môi trường và tùy thuộc vào cái vấn đề là thương lái nữa. Đó là cái tiêu chí đầu tiên hết mà nông dân người ta làm theo. Thưa thầy, có thể chia sẻ một loại giống, một giống lúa cụ thể phù hợp với cái vùng đất phèn mặn của khu vực đồng bằng sông Cửu Long ạ? Hiện nay thì theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp của đồng bằng sông Cửu Long và địa phương cũng như cục trồng trọt thì nông dân nên chọn những cái giống cứng cây, chịu phèn, chịu mặn, ít đổ ngã. Thì như vậy là cái bộ giống hiện nay phổ biến nhất đó là OM5451 với cái thời gian sinh trưởng là khoảng 90-95 ngày, chịu phèn trung bình, là chịu mặn ở mức trung bình. Và cái bộ giống tiếp theo là OM6976, OM4900. Rồi chịu giống mà khá hơn nữa là những cái giống là ST, giống GKG của Kiên Giang đó, hoặc là cái giống 6677 hay là cái giống lúa mùa một bụi đỏ vân vân. Như vậy là mỗi một cái địa phương nông dân đã có một cái bộ giống đó thích nghi tốt với những điều kiện mặn phèn, những cái điều kiện của địa phương và năng suất chất lượng tốt. Đó là một số giống chúng tôi đã nêu lên. Thưa thầy, thì bên cạnh yếu tố về giống ạ, thì việc chọn lượng xạ phù hợp thì rất là quan trọng trong cái việc gieo trồng. Như vậy thì thầy đánh giá như thế nào về cái thực trạng về lượng xạ của bà con hiện nay ạ? Hiện nay thì Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã có khuyến cáo là nên lại giảm cái lượng giống gieo xạ. Thì chúng tôi điều tra trong sản xuất thì thấy là nông dân đồng bằng sông Long mà gieo xạ khoảng 100 kg một hecta trở lại đó thì chiếm tỷ lệ rất là nhỏ, có 10%. Còn gieo từ 100 cho tới 150 kg một hecta là chiếm 40%. Còn gieo từ 150 kg trở lên, có thể tới 200 kg một hecta đó, thì chiếm 50%. Và Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã phát động một cái phong trào toàn dân ở đồng bằng sông Cửu Long là phải giảm cái lượng giống này từ nay cho tới năm 2020 là xuống còn khoảng là 80 kg giống cho một hecta. Và đây là một cái mô hình hưởng ứng cái chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn là gieo xạ với cái lượng giống là 80 hoặc dưới 80 kg giống cho một hecta. Và cái lượng giống mà gieo thưa đó
thì nó giúp cho cái cây nó cứng cây, ít đổ ngã mà ít sâu bệnh, và đồng thời nó tận dụng được nước và dinh dưỡng tốt hơn, và nó sẽ có một cái năng suất nó sẽ cao hơn, là nhờ cái tăng được cái số hạt chắc trên một bông và ít sâu bệnh mà năng suất cao hơn nữa thì tiền lời dĩ nhiên nó cao hơn. Tuy nhiên có cái khó là gì? Nông dân là phải là làm chủ được mặt bằng, tức là làm đất tốt. Thứ hai là phòng trừ cỏ thật tốt. Thứ ba là phải biết cách bón phân, trong đó có bón phân lót để giúp cho cái hệ rễ, cái rễ đó nó ra sớm, nó đẻ nhánh sớm. Đó. Và tất cả những cái biện pháp kỹ thuật đó là giúp làm sao đó nông dân có thể có được năng suất chất lượng hiệu quả cao nhất, mà bắt đầu bằng việc giảm giống. Giảm giống thì đạt được những hiệu quả tốt nhất như chúng tôi đã trình bày. Như vậy thì hiện nay thì bà con nông dân chúng ta là đang có mắc cái nhược điểm nào đó trong cái vấn đề gieo xạ? Hiện nay thì nông dân là xạ lan, tức xạ bằng tay đó. Thì nếu mà xạ lan thì mình khuyến cáo nông dân mà xạ thưa, với cái lượng giống mà gieo xạ là 8 kg một công á, 1.000 m², thì nông dân e ngại, tại vì cái lượng giống ít quá, gieo xạ sẽ không đều. Tuy nhiên là hiện nay là ban chủ nhiệm chương trình canh tác lúa thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu đã có một giải pháp, đó là cung cấp cho 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long một cái máy phun hạt giống. Máy này là xuất xứ từ Thái Lan. Nông dân sau khi tập huấn có thể sử dụng cái máy này để gieo xạ bằng cái máy này với cái lượng giống là 8 kg một công, hoặc có thể gieo sụt xuống còn 6 kg một công nhưng vẫn gieo đều, gieo đạt được hiệu quả. Như vậy cái phương pháp mà gieo xạ bằng máy này nó đạt được cái hiệu quả là có khả năng gieo thưa, gieo nhanh, tức là sử dụng cái máy này là gieo 1 hecta mất 1 giờ đồng hồ. Còn nếu xạ lan đó thì nông dân là gieo 1 hecta mất 4 giờ đồng hồ. Và cái công mà lao động kỹ thuật đó, tức là xạ mà đều đó, nông dân phải xạ 2 lần thì nó rất là khó kiếm. Do vậy thì cái biện pháp cơ giới hóa trong sản xuất là một biện pháp là tất yếu, một biện pháp được khuyến cáo để nông dân có thể ứng dụng tốt cái việc giảm giống trong cái đồng ruộng của họ. Xin cảm ơn thầy ạ. Thưa quý vị và thưa bà con nông dân, qua mỗi kỳ phát sóng mỗi tháng, ban cố vấn và ban biên tập của chuyên mục canh tác thông minh sẽ lựa chọn ra một đề tài hay và cách làm mới của bà con có tính ứng dụng hiệu quả cao trong điều kiện ảnh hưởng của biến đổi khí hậu để khen thưởng. Và chúng tôi cũng rất mong nhận được những thư từ, đóng góp ý kiến cũng như là đề xuất của quý vị và bà con nông dân về các mô hình mới và hay trong nông nghiệp. Mọi thư từ quý vị có thể gửi về qua địa chỉ email canhtacthongminh.vtv9a@gmail.com hoặc qua số điện thoại tổng đài 1900 1773. Xin được cảm ơn Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Điều khác biệt cơ bản của đất phèn trồng lúa trong vụ hè thu là đất vừa mới gặt lúa vụ đông xuân đã phải chuẩn bị để gieo cấy lúa hè thu. Như vậy đất không được nghỉ, không có thời gian ngâm ruộng hay phơi hại kỹ. Điều này gây ra nhiều nguy cơ về nhiễm độc phèn lẫn nhiễm độc hữu cơ cho cây lúa. Do đó, ngay ở khâu làm đất, các biện pháp ém phèn tầng sâu, rửa phèn tầng mặt được xem là giải pháp thông minh để cây lúa phát triển. Nội dung cụ thể sẽ có trong chương trình canh tác thông minh tuần tới.